tám nó con nói quan trọng. Thành ra bà nói nhóc nói lắm. Bà nói những cái cây cam này bà đọc lại cho các con, các cháu nội của bà, cháu cô bà biết là cây cam là con nội quan trọng. Thành ra bà nhớ ông nội dữ lắm. Một ông già có bốn người con trai, một hôm ông gọi bốn người con trai lại đứng trước một cái bàn, trên ông để một bó đũa và một túi bạc. Ông bảo rằng hỡi đứa nào bẻ gãy bó đũa này thì ta cho túi bạc. Bốn đứa con lần lượt thử, không ai bẻ gãy. Ông liền mở bó đũa ra bẻ từng chiếc một, thì bẻ gãy chơi chơi. Các con nói nếu bẻ từng chiếc một thì đâu có khó gì. Người cha bảo rằng các con nên biết nếu có sức mạnh thì các con hợp lại, khi ta chết đi rồi các con phải nhớ nói chuyện bó đũa này mà sống thương yêu nhau, đùm bọc lấy nhau thì mới có đủ thể lực. Mà đối với người ngoài